Hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai gia đình, hai dòng họ, hai người sẽ quyết định mọi thủ tục hôn lễ của đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Và đứng giữa đang là đương kim chú rể Trúc Đức và cô dâu Cao Thu. Đúng là ngày lành tháng tốt đây rồi, xin được chúc cho đôi bạn trọn đời bên nhau. Và ngay bây giờ cho phép MC xin được công bố lễ thành hôn của chú rể Trúc Đức và cô dâu Cao Thu được chính thức bắt đầu. Một tràng pháo tay thật lớn của ban hình ảnh gia đình. Quý quan viên và cảm ơn đến phần đốt pháo đến từ trung tâm tổ chức cưới hỏi Ngọc Lý. Xin cảm ơn. Dám kính thưa toàn thể đại gia đình, với phong tục của người Việt Nam của chúng ta thì vẫn có đón, có đưa, có trao và có nhận. Ngày hôm nay, được sự ủy quyền của gia đình họ nhà gái có cử ra một ông trưởng đoàn sẽ đến đây để trao cô dâu Cao Thu cho vị trưởng đoàn đại diện của gia đình họ nhà trai chúng ta. Và ngay bây giờ toàn thể quý quan viên, chúng ta cùng gác lại tất cả những công việc riêng tư của mình, cùng lắng nghe những lời phát biểu đến từ bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ trao cô dâu cho vị trưởng đoàn của họ nhà trai chứng nhận dưới sự chứng kiến của toàn thể quý quan viên, để kể từ ngày hôm nay cô dâu Cao Thu sẽ về, để trước là để núp bóng tổ đường, sau đó được làm dâu con và làm bạn đời trăm năm của chú rể Trung Đức. Trân trọng kính mời những lời phát biểu đến từ vị trưởng đoàn, và chúng ta cùng nổ một tràng tay thật to để chào đón bác trưởng đoàn. Kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà của hai gia đình, kính thưa toàn thể hội hôn, tôi là bác ruột của cô dâu. Trước hết, tôi xin đại diện cho phái đoàn gia đình họ nhà gái, đặc biệt cảm ơn gia đình họ nhà trai đã đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu, thắm tình, thắm đượm tình thân gia. Kính thưa các quý vị, tôi xin giới thiệu phái đoàn họ nhà gái chúng tôi ngày hôm nay tới đây gồm có các cụ, các ông, bà, cô dì, chú bác, và đặc biệt là có ông Quý và bà Cương là bố mẹ của cháu Thu, cùng với anh chị em và bạn bè của các cháu. Kính thưa toàn thể hội hôn, được sự giúp đỡ và chứng thực của chính quyền địa phương, sự ủng hộ đồng tình của hai gia đình, bằng sự tìm hiểu chín chắn của hai cháu với sự hòa hợp giữa hai tâm hồn, sự tôn trọng về trí thức và nhân cách, cháu Đức và cháu Thu đã xác định một mối quan hệ lớn hơn, đó là quan hệ vợ chồng. Trong không khí vui tươi của buổi lễ hôm nay, tôi xin đại diện các họ tộc nhà gái và thay mặt bố mẹ cháu Thu chính thức trao cháu Thu về làm dâu, làm con và là thành viên của tộc họ nhà trai. Và tôi cũng chính thức thay mặt họ tộc nhà gái nhận cháu Đức trở thành con, thành cháu, thành thành viên của họ nhà gái chúng tôi. Hai cháu kể từ đây chính thức nên duyên vợ chồng, hai gia đình chính thức thiết lập mối quan hệ thông gia hữu hảo. Kính thưa toàn thể quý vị, trước khi dừng lời thì tôi xin kính chúc các quý cụ ông, cụ bà, quan viên hai họ bốn bên luôn được thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc cô dâu chú rể thì thay lời dặn dò hai cháu thì gói gọn trong câu thơ: đã rằng là nghĩa vợ chồng, dẫu cho nghiêng núi cạn sông chẳng rời. Xin chân thành cảm ơn quý cụ, quý ông, quý bà và toàn thể hội hôn. Xin một tràng pháo tay thật to để chúng ta cảm ơn những lời phát biểu rất tuyệt vời đến từ vị trưởng đoàn đại diện của họ nhà gái chúng ta. Nhà gái thì đã phát biểu xong rồi, nhà trai thì cũng xin được đỡ lời dăm câu. Và bây giờ toàn thể quý quan viên cùng lắng nghe những lời phát biểu nhận dâu đến từ vị trưởng đoàn đại diện của họ nhà trai chúng ta. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, quan và quan viên bốn bề bốn họ. Trước hết tôi xin chân thành
chính đại diện gia đình nhà trai xin được kính chào các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể gia đình, toàn thể anh chị em phụ nữ hay nam nữ của hai gia đình. Thay mặt gia đình xin kính mời các cụ, các ông, các bà và quan viên của họ ăn trầu uống nước và dự tiệc ngọt của gia đình nhà trai chúng tôi. Đại diện gia đình nhà trai xin kính chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà trong hai gia đình và nhà gái và các vị quý vị buổi có mặt có nhiều sức khỏe và hạnh phúc và thành đạt. Kính thưa các quý vị, thành tình bạn, tình hôn nhân, tình gia đình đó là bước phát triển cho một gia đình, một quy luật tất yếu của loài người để lại để tạo nên một gia đình hạnh phúc. Vậy hôm nay cháu Ơn Đức và cháu Thu là đã xác định được đứng đắn về mối quan hệ vợ chồng. Vậy hôm nay là ngày 16 tháng 11 và ngày tức và ngày 16 tháng 10 năm 2024. Gia đình nhà trai chúng tôi long trọng tổ chức lễ thành hôn, xây dựng hạnh phúc cho hai cháu nên vợ thành chồng. Qua ý kiến của ông đại diện nhà gái, tôi xin đại diện gia đình nhà trai xin chấp nhận và nhất trí ý kiến của gia đình nhà gái. Tôi xin kính chúc cháu Thu, cháu Yến Yến nhận cháu Thu về trở thành dâu con của gia đình nhà trai chúng tôi. Tôi trao cháu Đức và làm cháu Đức về làm con rể của ông bà quý, ông quý bà con và cháu rể của gia đình nhà gái. Kể từ nay về sau, hai cháu chính thức lên vợ thành chồng, hai gia đình thông gia hữu hảo. Cuối cùng, xin kính chúc toàn thể các cụ, các ông, các bà, anh chị em nam nữ thanh niên buổi lễ thành buổi hôm nay mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin thay mặt ra chú của cháu là chúc hai cháu Đức và Thu duyên cầm vững bền theo năm tháng, nghĩa tào sang thắng thiết đến muôn đời. Xin cảm ơn ạ. Con xin cảm ơn hai ông trưởng đoàn và bây giờ con mời hai ông trưởng đoàn tiến lên phía trên một chút và dành cho em một cái bắt tay ạ. Hai ông đứng đi lên đó. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc cho mối tình thông gia của hai nhà như một. Đấy, hai bác còn cả hôn nhau đấy. Xin cảm ơn hai vị trưởng đoàn đáng kính và đón hai vị trưởng đoàn di chuyển vào bàn tiệc danh dự của gia đình. Cô dâu chú rể, hai bạn sẽ đi theo hai bác vào trong nhà làm lễ gia tiên. Và hai ông trưởng đoàn cũng đã căn dặn cô dâu và chú rể sống làm sao để dâu hiền nên gái, rể thảo thì nên trai. Đúng là cây trúc thì ta cùng nhau trồng, rể dâu thì đâu cũng là con một nhà. Đẹp lòng cô bác mẹ cha và để cho hai họ mặn mà tình thân. Xin được chúc cho mối tình thông gia của hai nhà như một, gắn bó keo sơn bền vững mãi mãi. Chúc cho mối tình của đôi bạn trăm năm hạnh phúc, trọn đời yêu thương. Và ngay bây giờ thì cô dâu chú rể xin di chuyển một phía trong nhà để xin phép các cụ con các bà cùng hai bạn để làm lễ gia tiên báo tin mừng với tổ tiên xuống. Và cô dâu sẽ nhận lấy một nén hương đến từ một bác đại diện gia đình. Xong